Mến chào quý vị và các em đang xem chương trình Người Việt TV. Tôi là Kim Chi. Hôm nay trong giờ bà kể chuyện cho các cháu nghe, tôi xin kể một câu chuyện. Mong rằng chương trình ngắn ngủi của tôi sẽ mang lại niềm vui và những điều hiểu biết về luân lý, giáo dục, về công dân, về sự phải trái, về sự ân oán, về sự thù hận, về sự sống sao cho đúng là con người. Đó là những bài học công dân mong rằng được các em áp dụng trong hàng ngày và trong bài vở. Dạ, hôm nay tôi xin kể phần cuối của câu chuyện Cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả oán. Câu chuyện sẽ như thế này. Thì đi một đỗi nữa đó, gần về làng thì anh ấy thấy có một anh thanh niên đang víu lấy cái cây mục. Nói anh ơi, mấy ngày nay tôi không ăn không uống gì hết, tôi mệt lắm, anh làm ơn cứu tôi. Anh nói được, được rồi, tôi sẽ cứu. Nhưng con rắn ngăn lại, nó nói anh ơi, anh mà cứu cái người này mai mốt người ta sẽ làm hại anh đấy, anh đừng cứu. Anh nói trời ơi, nhà sách nhà Phật cũng dạy mà ơn trên cũng nói là nên cứu người. Mình làm một cái, nghĩa là cái nghĩa vụ cứu người thì cũng như mình xây một cái công đức bảy đời trong cuộc sống mình. Mình giúp đỡ được những người, tức là mình giúp đỡ chính bản thân mình. Thôi, nói ở trong chữ đó, anh cứ nhất định, anh mang cái anh ấy lên bè. Thế đi được ngày nữa thì về tới làng anh ấy, thì anh lại lên làng anh sống vui vẻ. Thì kiến thì anh thả ra, chăn thì anh ấy thả đi, chuột thì anh thả. Nhưng mà còn cái anh kia mới bảo tôi giờ tôi không nhà, tôi không cửa, anh có cái mái lều ở đây, anh có miếng đất để anh dựng mái lều thì anh cho tôi ở chung ấy. Anh ấy thôi thì cũng đồng loại đồng hướng, mình giúp. Thế là đó, thì ngày ngày hai người đi câu đi kiếc sống với nhau vui vẻ với nhau. Nhưng mà sự thật ra thì cái anh kia rất lười, mà anh ấy thì anh có một người nói chuyện thì cũng vui, anh cũng giúp. Thế cách một thời gian sau thì con rắn nước nó nói thôi anh à, tôi chán ở trên này quá rồi, tôi muốn đi về quê tôi đây. Nó bảo bây giờ về quê anh, về quê làm sao? Nói giờ tôi muốn đi trở về dưới thủy cung á, bố tôi ở dưới đó đó, gia đình tôi ở dưới đó, bố tôi là thủy tay ở dưới đó, tôi muốn xuống dưới đó. Anh bảo thật hả, anh xuống dưới hả? Ừ, ấy tôi đi theo mới được, mà đi theo vui cho nó thôi, giờ đi xuống. Thế trên cái đường đi xuống thì anh kia cứ, con rắn nó đi đến đầu nước tả ra, nước tả ra, nước tả ra, anh đi theo đi xuống tận. Ở trên đường đi con rắn nó nói này, theo tôi nghĩ đó là thế nào, bố tôi đó cũng hậu tạ anh, vì một thời gian lâu tôi đã ở với anh. Nhưng mà tôi nói thật là anh đừng có lấy vàng bạc châu báu gì hết á, anh lấy mấy thứ đó rồi anh cũng tiêu cũng hết thôi. Anh xin bố tôi một cái cây đàn thất huyền. Cái cây đàn đó nó rất là có cái cảm hứng để giúp đỡ cho anh về sau. Mà cái cây đàn đó nó sẽ giúp cho anh để làm cho anh trở thành người tốt và làm cho anh trở thành người có chức, có phận. Anh này bảo ôi đờn, nói thôi bạn, nói tôi cũng biết vậy, tôi cũng chả biết đờn để làm gì, thôi được. Thế đến khi xuống dưới thì ở dưới thời gian lâu lắm, ông kia nghĩa là đãi tiệc, đãi tùng mừng con trở về này kia các thứ rất là vui vẻ. Thế thì được một thời gian ấy thôi, rồi tôi đi trở về trên trần thế của tôi đây, tôi không ở đây nữa. Thì ông kia mới, ông vua thị tề mới mang vàng bạc châu báu các thứ ra, bảo đây giờ cháu muốn cái nào, anh muốn cái nào thì tôi tặng cái đó, anh muốn làm sao bị thời gian anh làm bạn thân của con tôi. Thế thì anh này mới sực nhớ ra là rắn nó nói vậy. Thế mới nói là thôi ông có thì ông cho tôi cái cây đàn thất huyền đó để tôi nhớ tới anh bạn tôi. Thế thì ông này cũng nghĩ bụng cái cây đàn ấy tốt lắm, làm nhiều chuyện hay lắm, mà thôi thì nể nó là bạn con mình, thôi cũng cho cây đàn ấy, anh mang về. Thì anh ấy mang về, anh ấy lau chùi rồi thì anh ấy quý trọng cái cây đàn nó lắm, anh bảo để đây là có dịp để xài. Thế có một lần đó anh có vấn đề, anh đi xa, anh mới sợ là cây đàn mất đi, anh mới mang nó vào trong cái dưới cái cót thóc đó, anh ấy để ở dưới đó. Và anh dặn cái anh bạn kia, cái anh bạn mà anh cứu đó, nói là tôi đi xa đó, là anh ở nhà anh trông chừng việc nhà, nhưng mà tôi không bằng lòng anh đi vào cái khu đó của tôi, anh đừng có vào khu đó. Anh kia nói à thôi được, tôi bằng lòng. Nhưng mà khi anh này đi rồi thì anh kia nảy cái lòng tham, chắc là trong nó có cái gì tốt lắm đây, cho nên nó mới giấu ở trong đó, nó không cho mình vào. Mình cứ việc tìm bới coi làm sao.
Thế là cái anh kia vào đó tìm mới, tìm mãi chẳng được cái gì, thấy mỗi một cái đàn chôn ở đó thôi. Nhưng mà anh này anh biết là cái đàn đó là đã được anh kia kể là cái đàn này có cái công dụng tốt như thế nào. Anh lấy cây đàn, anh ôm cây đàn anh đi luôn, không ở lại đó nữa. Thế anh kia về thì thấy nhà cửa trống trơn, trước sau không có gọi anh bạn không thấy, đi ra cái chỗ dưới có tháp của mình thì tung lên và mất cây đàn. Anh này nói chỉ có cái anh kia lấy thôi chứ không có ai lấy. Anh ấy đi kiếm anh kia. Thì anh đi kiếm các nơi thì anh mới nghe nói rằng có một người có một cây đờn mà gầy lên đã giúp nhà vua trị những cái các cái quân mà nó ở ngoài bờ cõi nó xâm chiếm đó. Anh này chỉ ra chỉ gầy cây đờn thôi mà các quân kia nó lui hết, nó đầu hàng hết. Thì anh ấy nói chắc là bạn mình đấy, phải đi về kinh thành kiếm anh đó. Khi đi về kinh thành thì gặp được anh đó ngồi xe ngựa nghênh ngang, nghĩa là tốt lành lắm. Anh nghĩ bụng chắc là anh này giàu có rồi, thôi thì mình sẽ có dịp để gặp lại anh này. Thế ngược lại cái chuyện của anh kia, sau khi dẹp giặc dẹp biết tốt lành các thứ rồi, vua thấy như vậy, vua phong cho làm tướng và vua bằng lòng gả cô công chúa cho cái anh này. Thì cũng ở đời xưa là người ta nói là con cái là phải nghe lời cha mẹ, không có cãi, cho nên công chúa cũng bằng lòng ấy. Nhưng mà cái hôm mà làm lễ xứng danh đính hôn thì tự dưng cô công chúa cúi câm. Cúi câm rồi thì vua mới bảo thôi, nếu mà đã là người câm thì phải ngừng để chữa bệnh hẳn, chứ còn sau khi xong rồi mới làm tế đám cưới. Và vua giao khắp nơi rằng ai có thể chữa bệnh cho công chúa thì vua sẽ hậu tạ. Thế thì anh này, trở lại chuyện anh này gặp anh bạn kia một hôm đứng đón anh ấy đi. Đứng đón đường mới chào anh. Bảo bạn ơi, bạn nhớ tôi không? Anh này nhìn thấy anh kia một cái thì giật mình. Sợ rằng anh kia anh sẽ đòi lại cây đờn. Sợ rằng anh kia anh sẽ kể ra mọi chuyện hồi xưa mình lưu lạc phải nhờ người ta nuôi nấng. Thì vội vàng thét lên, à quân này là quân giặc, bắt lính. Bắt anh ấy liền, nhốt anh ấy vào trong ngục. Để chờ ngày cho anh ra pháp trường, chứ không cho nói năng gì hết trơn. Thế thì anh ấy vào trong đó anh buồn lắm mà lại không cho ăn nữa. Cho anh ấy buồn, anh đói lắm. Anh ấy ngồi anh buồn, anh đầu rồi anh nói trời ơi. Thời xưa đó, bạn mình nói là cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân trả oán. Bây giờ chả biết cứu mấy người con vật kia, chả thấy trả ơn gì hết, mà chỉ thấy cái người này trả oán thôi. Thì anh ngồi anh than phiền ấy thì hai ba hôm sau thì anh nghe thấy một tiếng nói rằng anh ơi, anh có cần gì không, chúng tôi giúp anh. Anh nhìn qua anh nhìn quẩn thì anh thấy ai hết. Anh nhìn mãi thì anh bảo, thế tiếng nói đó mà người đâu sao tôi không thấy. Bảo tôi đang ở dưới chân anh đây nè, tôi là bầy kiến, một trong những cái con trong bầy kiến mà anh đã đỡ tôi cái khi mà tôi sắp chết trong cái cuộc lụt. Anh nhìn xuống thì anh thấy có mấy con kiến đó thật. Anh bảo ừ, anh nói thứ nhất là tôi đói bụng quá, thứ hai là các anh nghĩ được cách nào mà giúp tôi để ra khỏi chỗ này không? Thì anh kia nó nói bây giờ chúng tôi cũng không biết làm sao, nhưng mà cái vấn đề ăn uống để chúng tôi sẽ kiếm con chuột. Con chuột nhá, nó hay trong vấn đề ăn uống lắm, để tôi kiếm nó. Thì mới chia các nơi đi khắp nơi để kiếm cái con chuột mà hồi đó anh giúp đó. Thế thì mấy con kiến nhận được, gặp được con chuột đó thì kể cho nó nghe là anh đang bị nằm trong đó đó. Thế thì con chuột ấy được, thế bây giờ trước tiên là mình phải cho anh ăn cái đã, để cho anh đỡ đói, cho anh có sức sống, rồi sau muốn nghĩ cách gì cũng nghĩ. Thế thì nó mới là tha bánh, tha đường, tha này tha kia vào trong mới cho anh ăn. À, anh ăn anh khỏe rồi. Anh khỏe rồi thì nó mới hỏi là bây giờ anh làm cái lỗi gì mà anh phải vào đây, thì anh mới kể cho tụi nó nghe lại như vậy. Thì tụi nói thôi bây giờ cái người mà có sức nè, và cái người mà có nhiều sự tốt lành mà hiểu biết lắm là con trăn. Để chúng tôi đi kiếm con trăn, để chúng tôi hỏi nó coi nó giúp anh được cái gì không. Thế là đàn kiến, con chuột, nhà họ nhà chuột, họ nhà kiến đi khắp nơi để kiếm ra cái con trăn mà anh giúp đỡ lúc trước.
Thì tụi nó đi đến, nhưng mà kiến mấy chuột đều sợ chăn hết, bởi vì thấy con chăn là thế nào nó cũng cho tụi nó leo trên cây, mà tụi nó cứ hét lên: "Anh chăn ơi, anh có nhớ cái anh mà cái người mà lúc trước cứu anh không, bây giờ người ta đang bị nạn đấy, anh có nhớ không?" Thì cái con chăn đó, cái con chính con chăn đó nó bò ra, nó bảo: "Ai đấy? Tôi đây, hỏi cái gì?" Thì con kiến với con chuột mới nói: "Tôi ở trên cây này, tôi sợ con cháu nhà anh ăn tôi lắm, nhưng mà tôi biết cái anh đó đó giờ anh đang mắc nạn lắm." Thì con chăn nó mới nghe thấy vậy, kể chuyện cho nó nghe vậy: "Thôi bây giờ như thế này, xuống đi, xuống đây, tôi nhả cho viên ngọc trong người tôi, các anh mang viên ngọc này về cho anh đó. Nói anh đó xin với vua ra chữa bệnh cơm cho công chúa." Thì mài cái viên ngọc ra ra để lấy cái nước bột đó cho công chúa uống, công chúa sẽ hết cơm, thì lúc đó nhà vua sẽ đối xử với anh ấy tốt. Thế thì con chuột tha mang về vào trong đó đưa cho anh nói. Khi mà có được viên ngọc rồi thì anh mới nói với lại cai tù là: "Tôi có thể chữa được bệnh câm cho công chúa, vậy anh tâu lên với vua tôi có thể xin ra chữa bệnh." Thì cái người này tâu lên với vua, thì vua nói: "À, bằng lòng, nếu anh làm được." Thì mới ra mới bảo rằng: "Nếu mà làm được thì làm, mà không làm được thì là chặt đầu đấy, chứ đừng có tưởng ạ." Anh sẵn sàng. Thế anh ấy mới lấy viên ngọc anh mài ra bột đưa công chúa uống. Thì công chúa uống vào, sau khi uống 2-3 lần hết cái viên ngọc, thì cái câu đầu tiên công chúa nói là: "Thưa thưa cha, nếu mà ai chữa được cho con thì con xin nhận người đó làm chồng." Thì cha nó, ông vua này nói: "Thôi ý kiến con vậy thì cha sẵn sàng." Thế thì khi mà cô khỏi hẳn bệnh thì mới hỏi anh là tại sao mà anh lại biết tôi mà ấy. Thì anh mới kể hết đầu đuôi cho vua với công chúa nghe, từ cái khi mà anh ấy thất nghiệp, rồi anh gặp con rắn nước, rồi anh ấy làm chuyện lụt, rồi anh ấy cứu giúp làm sao, cho đến cái người bạn lấy của anh cây đờn mang đi. Đấy. Thì vua nói như vậy là, như vậy là cứu vật thì vật trả ơn, mà cứu nhân thì nhân trả oán. Vậy cái anh kia là con người không có lòng, không tốt, kêu anh nó lại hỏi có phải đúng mọi chuyện không? Trước mặt vua và trước mặt anh này thì anh đã phải nhận thôi. Và như vậy thì từ bây giờ những cái quyền tước gì của anh đó trao lại cho anh câu cá, và cái anh này người không tốt thì mang ra mà chém, vua chém đầu anh đó. À, thế đó, câu chuyện chỉ có tới đây. Nhưng mà để cho các em thấy rằng trong cuộc sống, nếu mình làm việc tốt, mình sẽ nhận được lại việc tốt. Mình làm việc lành, mình sẽ được hưởng những sự lành. Con người ta cần phải có tâm, con người ta cần phải có lòng thương. Vì sống ở trong cuộc sống, nếu không thương nhau, không chia sẻ cho nhau thì làm sao một mình sống được. Bởi vậy các em hãy lấy kinh nghiệm mà học qua cái bài này. Trước nhất là mình phải sống tốt, sống hay, và sau nữa mình phải có cái tâm. Con người đừng có thấy ham giàu, ham tiền mà bỏ cái lòng với nhau. Vì cái anh bạn này không tốt với cái anh câu cá đó cho nên mới bị như vậy. Thì anh câu cá tốt thì sẽ được. Cái chuyện mà các cụ mình nói câu cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán, đó chỉ là một cái vấn đề đưa ra để cho các em nhìn thấy, để các em có những cái nhận định của các em. Chứ không phải rằng lúc nào mình cũng cứu vật mà vật trả ơn đâu. Mang là con rắn là mình đến gần gần mà mình thấy nó đang quấn quấn, mình biết đâu nó mổ mình một cái là chết đấy các em ạ. À. Cho nên tất cả việc gì mình cũng phải có sự suy nghĩ, mình phải có sự đắn đo. Và việc gì mình làm, mình phải lấy cái lòng, cái tâm của mình để mình suy nghĩ. Câu chuyện đến đây chấm dứt, và lời bàn đến đây cũng để tỏ cho các em thấy rằng có một lời sống hiền gặp lành. Tất cả mọi thắc mắc, ý kiến xây dựng xin gửi về VN Tự lực online a@yahoo.com. Cô Kim Chi kính chào và xin hẹn gặp lại dịp khác.